Xuân quê hương Ninh Bình, một chương trình nghệ thuật đặc biệt đêm giao thừa chào xuân Canh Tí 2020, được dàn dựng công phu với quy mô hoành tráng cùng sự tham gia của các ca sĩ là những người con của quê hương Ninh Bình đang học tập và công tác trên mọi miền tổ quốc như ca sĩ Quách Mai Thi, quán quân Sao Mai 2019 dòng nhạc dân gian, ca sĩ Quang Đại, Ngọc Quy, Hoàng Yến cùng tập thể nghệ sĩ diễn viên nhà hát chèo Ninh Bình. Chương trình được tổ chức tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình vào 22 giờ 30 phút đêm 30 Tết và được phát trực tiếp trên sóng truyền hình Ninh Bình. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.